Xin chào các bác nhé. Hôm nay em xin giới thiệu các bác một loại, đó là cây cúi xay các bác nhé. Đây là cây cúi xay khô các bác nhé. Thì bên em chuyên cung cấp các đặc sản núi rừng, các đồ ngâm rượu, các loại hoa lá rễ củ quả cây núi rừng. Và các bác có nhu cầu các loại nào thì vui lòng liên hệ cho em. Các đặc sản như bông mã đề này, lạc tiên này, kim tiền thảo này, dứa dại này, ăn xoa, xạ đen, cà gai neo này, mật nhân này, táo mèo, chuối hột rừng, nấm ly chi, nấm lim xanh này, tam thất nam, tam thất bắc, củ hoa lụ tam thất, vân vân. Các bác cần loại nào thì vui lòng liên hệ hoặc là nhắn tin Zalo cho em nhé. Bên em có giao hàng toàn quốc, đến nơi các bác kiểm tra hàng thanh toán thôi. Thì hôm nay em xin giới thiệu cái cách sử dụng và cái tác dụng của cái cây cối xay này. Loại này thì nó có thân cao khoảng 1 mét các bác nhé, và mọc hoang dại trên khắp nước ta. Các bác kiếm được thì kiếm và không kiếm được thì có thể liên hệ cho em nhé. Bên em có giao hàng đến nơi các bác kiểm tra hàng thanh toán thôi. Thì loại này được mọc hoang dại trên khắp nước ta. Em xin giới thiệu cái tác dụng của nó. Loại này thì có vị ngọt các bác nhé, tính bình và có tác dụng là điều trị ù tai này, tai điếc này, tác dụng là điều trị phù thủng này, là một vị thuốc điều trị sỏi thận nữa các bác nhé. Tác dụng là điều trị chứng nước tiểu đỏ này, hay là tiểu da máu này, tác dụng điều trị tiểu buốt, tiểu gắt này, tác dụng hỗ trợ điều trị bệnh thoái hóa xương khớp này, đau nhức xương khớp này, tác dụng điều trị bệnh trĩ nội, trĩ ngoại, và tác dụng mát gan, thanh nhiệt, giải độc. Ngoài ra thì có tác dụng là điều trị mụn nhọt, vàng da nữa. Loại này thì các bác có thể là sắc nước hoặc là đắp đắp ngoài đều được các bác nhé. Sắc nước thì mình dùng khoảng từ 10 đến 15 gram dưới dạng sắc nước uống hàng ngày. Mình đun sôi khoảng tầm 30 phút, nhỏ lửa, sau đó chắt lên nước dùng trong ngày thôi. Các bác có nhu cầu cái cây này thì có thể liên hệ cho em, hoặc là các đặc sản núi rừng, các đồ ngâm rượu, các loại hoa lá rễ củ quả cây núi rừng thì có thể liên hệ cho em. Bên em có giao hàng đến nơi các bác kiểm tra hàng thanh toán rồi. Đây là hàng đã được phơi khô các bác nhé. Đây quả nó, cảm ơn các bác đã quan tâm theo dõi nhé. Xin chào tạm biệt các bác.